Trên cơ sở bình chọn của các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan báo chí ngành tài chính, ngày hôm nay Bộ Tài chính đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài chính năm 2022. 10 sự kiện nổi bật ngành tài chính năm 2022 được Bộ Tài chính công bố bao gồm: chủ động đề xuất nhiều chính sách mới, chưa có tiền lệ, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nhiều nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước hoàn thành sớm trước thời hạn, ngành tài chính liên tục dẫn đầu về chuyển đổi số, hoàn thành trước 2 tháng việc phủ sóng hóa đơn điện tử trên toàn quốc, chiến lược tài chính đến năm 2030 tạo nền tảng xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại, hội nhập, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, giám sát, kịp thời chấn chỉnh thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, Việt Nam tăng xếp hạng về công khai minh bạch ngân sách và tín nhiệm quốc gia. Việt Nam là một trong số ít những quốc gia kiểm soát lạm phát hiệu quả. Ngành hải quan nỗ lực tạo thuận lợi thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục mới 700 tỷ đô la Mỹ. Quốc hội thông qua luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, tạo nền tảng phát triển bền vững thị trường bảo hiểm Việt Nam. Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện các yếu tố thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo, thực chất hiệu quả. Đây là nhận định được đưa ra tại Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 2022 tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội. Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 về thu hút đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia đứng thứ 48 trên 132 quốc gia, đứng đầu trong các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Năm 2022, dù thu hút đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo giảm nhẹ so với cùng kỳ do bối cảnh kinh tế thế giới phức tạp, tuy nhiên sự tham gia của các chủ thể ngày càng tích cực. Về cái mặt bằng chung thì chất lượng của dự án năm nay có cái sự vượt trội và nó đa lĩnh vực, từ các cái dự án liên quan đến công nghệ cao cho đến những cái dự án cùng mang tính truyền thống nhưng đã có cái sự chuyển đổi trong cái mô hình kinh doanh. Hoạt động khởi nghiệp ở các tỉnh thành trong cả nước đang ngày càng được quan tâm, trong đó chú trọng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở. Đây là xu hướng đang triển khai ở nhiều nước trên thế giới và được kỳ vọng tạo sự đột phá trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, thời gian qua giá đầu vào sản xuất điện tăng mạnh không chỉ ở Việt Nam mà cả trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay Bộ cùng các bộ ngành rà soát trên cơ sở đề xuất điều chỉnh giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Theo đề xuất của EVN, do biến động giá nhiên liệu như là than, dầu, khí trên thế giới khiến chi phí sản xuất điện và mua điện của EVN tăng rất cao. Căn cứ diễn biến giá nhiên liệu các tháng đầu năm 2022 và kế hoạch vận hành hệ thống điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt từ đầu năm, thì năm nay EVN có thể lỗ lên tới hơn 64.800 tỷ đồng. Đặc biệt là hiện EVN gặp khó khăn trong huy động cân đối nguồn vốn để đầu tư các dự án điện, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình điện. Vì vậy, EVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện tương tự như cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu hiện nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành nghị quyết số 165 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. Chính phủ quyết định giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022. Trường hợp địa phương tăng học phí thì ngân sách địa phương bảo đảm phần chênh lệch tăng thêm. Chính phủ cũng khuyến khích các địa phương bố trí và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện việc hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023 đối với học sinh sinh viên đang theo học các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành nghề bị tác động do dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết số 11 của Chính phủ ngày 30 tháng 1 năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán năm nay rất gần với Tết Dương lịch nên các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa từ rất sớm. Việc chủ động nguồn cung trong các mùa cao điểm lễ Tết như thế sẽ tránh xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ, qua đó bình ổn được giá cả hàng hóa. Ghi nhận của Truyền hình Nhân dân tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống chuỗi các đơn vị cung ứng, phân phối, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường nhập hàng, tích trữ nguồn cung để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Tới thời điểm này thì hàng hóa của chúng tôi năm nay dự kiến là tăng so với năm ngoái là khoảng 30 tới 40%.
Và trong 25 ngày trước kinh doanh Tết thời điểm này thì chúng tôi nhận thấy doanh số của chúng tôi hiện nay cũng tăng khoảng 30%. Và đây là một cái tín hiệu rất là khả quan cho cái Tết Nguyên Đán năm nay. Điều này cho thấy là sức mua đã quay trở lại. Thì mình đã mua rất là nhiều năm rồi. Thì mình so giá mình coi thì mình thấy mặt hàng nó cũng không đắt lắm so với mọi năm. Nó đắt cỡ chừng, thí dụ như là năm vừa rồi mình mua một chai dầu ăn thì 58.000 mấy trăm, thì bây giờ là 60.000, cũng không đắt lắm. Theo dự báo, từ nay tới Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, sức mua sẽ tiếp tục tăng. Thị trường mua sắm Tết sẽ sôi động. Các mặt hàng dự kiến tăng trưởng rất mạnh trong dịp Tết là nước giải khát, thực phẩm thường dùng trong mâm cỗ ngày Tết. Ngoài chương trình khuyến mại của siêu thị, nhiều nhà sản xuất thuộc nhóm ngành hàng tiêu dùng nhanh còn áp dụng chương trình ưu đãi riêng nhằm kích thích sức mua. Các đơn vị sản xuất kinh doanh thì cũng đã ổn định và đã sản xuất hàng hóa xong hết rồi. Các đơn vị bán buôn bán lẻ, ví dụ như các siêu thị, hệ thống phân phối, thì họ cũng có các cái chương trình để phục vụ Tết, và các nguồn hàng đầu vào họ cũng đã chuẩn bị, và đặc biệt là ký các cái hợp đồng với các cái nhà phân phối lớn cũng như là các cái đơn vị sản xuất để chuẩn bị một lượng hàng hóa để phục vụ Tết năm nay. Theo đánh giá của thị trường thì tình hình Tết năm nay so với Tết năm ngoái là tăng 50%. Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa, chủ động phương án bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến, nhất là đối với những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố chính thức Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam VFRA. Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam được thành lập theo quyết định của Bộ Công an và Bộ Nội vụ. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tiên và duy nhất có pháp nhân chính thức hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với quy mô toàn quốc. Chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các bộ ngành khác có liên quan, Hiệp hội có vai trò hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, phổ biến kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn cứu hộ, tăng cường kết nối hợp tác trong nước và quốc tế để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sản xuất phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát triển thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu. Tại buổi lễ, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam cũng đã triển khai chương trình hoạt động tri ân vì cuộc sống bình yên, nhằm tri ân, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không may bị thương, hy sinh hoặc lập thành tích đặc biệt khi làm nhiệm vụ, cũng như người dân trực tiếp khi tham gia thực hiện và hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.